Xin chào, hôm nay Vân Anh Lê sẽ cùng với các bạn chúng ta cùng trao đổi với nhau về một chủ đề, đó chính là dưỡng da từ tuổi 20 liệu thực sự có cần thiết và làm sao để chọn lựa những cái sản phẩm phù hợp cho da từ lứa tuổi này trở đi nha. Trước hết thì chúng ta hãy xem da chúng ta đang có những cái tình trạng như thế nào và nguyên nhân ra làm sao nhé. Ví dụ như khi một ngày các bạn tỉnh dậy, các bạn thấy trên da của mình xuất hiện một cái nếp nhăn hoặc một cái đốm nâu nào đó, thì cái hiện tượng này không phải bỗng nhiên mà có đó ạ, mà đó cả là một quá trình diễn ra âm thầm ở dưới da mà các bạn có thể là không quan tâm, không để ý và không hay biết mà thôi. Cái quá trình này diễn ra là do những cái tác động từ việc là quá trình sản xuất tế bào mới của da nó đã bị suy yếu và chậm dần. Thứ hai, những là tế bào mới sinh ra nó không được khỏe mạnh như trước nữa. Cái quá trình tổng hợp collagen trước đây á, nó cũng là cơ thể mình cũng đã tự tổng hợp và tự sản sinh mới. Nhưng mà càng ngày càng lớn tuổi thì cái lượng collagen được sinh ra dễ bị phá hủy hơn và không còn đủ để bù đắp lại những cái lượng collagen đã mất đi. Cái quá trình việc mà da chúng ta ngày càng có xuất hiện nhiều nếp nhăn hay là đốm nâu, chúng ta hay còn gọi là quá trình lão hóa. Nhưng cái nguyên nhân chính đó chính là do quá trình oxy hóa gây ra. Quá trình oxy hóa thì có những cái nguyên nhân tác động do yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại sinh. Yếu tố nội sinh thì chúng ta có thể kể đến từ chính bên trong cơ thể của chúng ta này, như là sức khỏe, tâm lý, hormone, di truyền hay là quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra những cái yếu tố ngoại sinh chúng ta có thể kể đến như là môi trường, khí hậu, nhiệt độ, ánh nắng mặt trời và kể cả những cái việc mà chúng ta ăn uống mỗi ngày mà đưa vào cơ thể nữa. Chính cái quá trình oxy hóa này làm cho da của chúng ta ngày càng suy yếu hơn, dễ bị lão hóa hơn. Nhất là độ tuổi từ 25 đến 30 á, thì da chúng ta nó càng dễ bị tác động hơn nữa. Và từ năm 30 tuổi thì chúng ta có thể thấy một số cái dấu hiệu đầu tiên như là nếp nhăn, đồi mồi hay là da sạm nám, da mỏng hơn, da dễ nhạy cảm hơn chẳng hạn. Tuy nhiên thì Vân Anh thấy trong cái môi trường hiện nay á, là môi trường ô nhiễm hơn này, khí hậu khắc nghiệt hơn và cái cơ thể chúng ta không còn đủ sức đề kháng như trước đây nữa. Do vậy cái quá trình oxy hóa nó dễ bị tác động hơn, cái làn da chúng ta dễ bị hư hại hơn. Do đó có thể cái độ tuổi 25 như trước đây nó trung bình thì bây giờ nó đã chỉ còn có 20 mà thôi. Nghĩa là từ 20 tuổi da chúng ta đã có thể dễ bị oxy hóa mạnh, dễ bị suy yếu rồi. Đó là lý do vì sao chúng ta nên bắt đầu quan tâm đến làn da và nên dưỡng da từ tuổi 20 nha các bạn. Về việc mà chúng ta nên chọn lựa những cái mỹ phẩm và sản phẩm như thế nào để phù hợp với làn da của mình từ tuổi 20 thì chúng ta có thể kể đến một số cái thực phẩm chức năng hay là việc chúng ta ăn uống mỗi ngày để gọi là cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, da cũng vì thế mà được hấp thu tốt hơn và làm da khỏe mạnh hơn từ bên trong. Tuy nhiên về cái vấn đề là chúng ta cũng quan tâm về những cái mỹ phẩm bôi trực tiếp từ bên ngoài vào, đây chính là cách để cho da chúng ta hấp thụ được nhanh nhất và đầy đủ nhất các cái dưỡng chất. Thì việc chúng ta chọn lựa một cái mỹ phẩm phù hợp cho da từ lứa tuổi này trở đi, chúng ta có thể chọn lựa những cái mỹ phẩm mà nó có chứa những cái chất chống oxy hóa mạnh, những cái sản phẩm mà có chứa gọi là chất kích ứng và làm dịu da. Thứ hai nữa là những cái sản phẩm mà nó có chứa những cái thành phần gọi là phục hồi những cái tế bào hư tổn, tái tạo, tăng sinh những cái tế bào mới khỏe mạnh hơn. Ngoài ra thì có thể nó kết hợp thêm những cái thành phần như là dưỡng ẩm, bảo vệ da khỏi tác hại từ tia UV hay là từ tác động từ môi trường. Và một cái có một số cái sản phẩm nó còn bổ sung thêm một cái số thành phần giúp làm đẹp da nữa như là thành phần dưỡng trắng da chẳng hạn. Thì đến với video này Vân Anh cũng mang đến bốn cái sản phẩm hiện tại mà EDB Pa-shop đang có để các bạn dễ gọi là hình dung và lựa chọn làm sao một cái sản phẩm phù hợp cho da của mình hiện tại nhé. Thì đầu tiên Vân Anh nói đến sản phẩm là sản phẩm dầu ngăn ngừa lão hóa của thương hiệu Balmer. Đây là một cái sản phẩm mà có chứa hầu như các cái thành phần thiên nhiên như là bơ ca cao và chính cái tinh dầu thiên nhiên khác. Những cái thành phần này nó giúp dưỡng ẩm chuyên sâu, làm da căng mượt đều màu, giảm cái nếp nhăn đó, ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra thì sản phẩm còn có chứa như là vitamin A, vitamin C và vitamin E. Những cái sản phẩm này nó vừa giúp bảo vệ này, vừa giúp dưỡng ẩm, vừa giúp kích hoạt tế bào mới sản sinh và vừa giúp chống oxy hóa. Cái sản phẩm này giá trên thị trường nó dao động khoảng 500 nên các bạn cũng dễ cân nhắc và chọn lựa. Tuy nhiên là nó có một cái đặc điểm đó là thể chất là dạng dầu, cho nên một số bạn mà không thích những cái dạng dầu mà có tạo một cái lớp màng ẩm ở trên mặt ấy, thì các bạn có thể cân nhắc để chọn lựa những cái thể chất mà nó dễ thấm hơn. Bởi vì những cái sản phẩm mà được coi là
thực phẩm sạch cho làn da phù hợp với từ tuổi 20 trở đi ấy, thì nên có những cái thể chất mà dễ thẩm thấu để nó vừa tác động sâu không những là ở lớp mà bề biểu bì, bảo vệ trên lớp tầng biểu bì mà nó còn bảo vệ ở cả những cái lớp đáy, tăng sinh những tế bào mới cho chúng ta nữa. Sản phẩm thứ hai đó chính là sản phẩm axit phạt Magenex Skin C. Đây là cái thể chất dạng serum nha các bạn. Nó chiếm đến C20%. Cái thành phần C20% này nó sẽ giúp tác dụng là vừa dưỡng ẩm này, vừa chống lão hóa, vừa làm sáng da. Tuy nhiên là vì cái C20% cho nên đối với một số bạn da nhạy cảm á, thì các bạn có thể là sử dụng trước ở những vùng da mỏng nhỏ, sau đó hãy áp lại tầng mặt nếu thực sự là da các bạn phù hợp nhé. Ngoài ra thì cái sản phẩm axit phạt Magenex này có một cái công nghệ gọi là hợp chất ba tác động trực tiếp lên những cái vấn đề da lão hóa. Đó là bao gồm những cái chất chống oxy hóa, bảo vệ khỏi những cái gốc tự do, những cái thành phần vitamin A 0,2% giúp tổng hợp và tái tạo collagen vô cùng hiệu quả nữa. Sản phẩm còn có chứa vitamin E là một cái chất oxy hóa và làm da đàn hồi tốt hơn. Tuy nhiên thì về cái thể chất của em này á, về cái thể chất em này là dạng serum lỏng dễ thấm, dung tích là 10 ml, nhưng giá trên thị trường là dao động khoảng tầm gần 2 triệu để hoặc trên 2 triệu, thì các bạn có thể cân nhắc để chọn lựa làm sao để phù hợp với những cái nhu cầu chăm sóc da của mình hàng ngày nhé. Đó. Sản phẩm thứ ba đó là chính là sản phẩm thuộc thương hiệu Eucerin. Eucerin thì đây là dòng hyaluron filler thuộc dòng dưỡng ẩm, có chứa thành phần chính là hyaluronic acid, là một thành phần dưỡng ẩm chuyên sâu làm đầy các nếp nhăn, giúp cho tế bào da được cấp nước không những từ bên trong mà còn giúp hút nước từ bên ngoài nữa. Ngoài ra còn có chứa thành phần glycerin là một thành phần dưỡng ẩm sâu, khóa ẩm và giữ ẩm mạnh, và một cái thành phần là citric acid giúp cho tái tạo và bảo vệ hàng rào da vô cùng hiệu quả. Dung tích của em này là 30 ml và giá dao động khoảng cũng tầm 900 nghìn, thì mình nghĩ cũng rất là dễ cho các bạn bỏ túi và mang theo. Một cái sản phẩm nữa Vân Anh mang tới đây tại Evashop đó chính là sản phẩm thuộc thương hiệu Cicadium. Đây là sản phẩm Vita Serum, được coi như là một cái thực phẩm thức ăn sạch dành cho làn da. Vân Anh đánh giá cao sản phẩm này bởi vì nó có chứa đầy đủ các cái thành phần đáp ứng các cái yếu tố mà những cái sản phẩm phù hợp cho làn da từ lứa tuổi 20 như Vân Anh đã nêu trên, nghĩa là nó có chứa các cái chất chống oxy hóa mạnh như là niacinamide, cỏ chổi hoặc là sữa ong chúa thủy phân. Những cái thành phần này nó không những là chống oxy hóa mà nó còn giúp cho là tăng sinh những cái vi sinh vật có lợi trên hàng rào bảo vệ da, giúp cho da được luôn bảo vệ và chống tác hại của tia UV. Ngoài ra thì nó còn có chứa những cái thành phần dưỡng ẩm và tái tạo collagen đặc biệt chuyên sâu, đó là thành phần dưỡng ẩm từ chiết xuất từ lá lô hội và dịch giết ốc sên. Hai cái thành phần này ngoài việc mà dưỡng ẩm chuyên sâu, nó còn giúp tái tạo collagen và elastin, là những cái thành phần mà giúp làm cho cấu trúc da được đàn hồi hơn, được nâng đỡ tốt hơn đó các bạn. Những cái thành phần hóa học khác như là glycerin 26 là giúp cấp ẩm gấp 10 lần so với thành phần glycerin thông thường. Đó đó là những cái thành phần mà Vân Anh vô cùng tuyệt vời và giống như là một cái thức ăn sạch dành cho da chúng ta mỗi ngày vậy đó. Ngoài ra thì cái Vita Serum thuộc của thương hiệu Cicadium có một cái hoạt chất làm trắng, đó là Ginowide. Hoạt chất làm trắng này không những giúp da chúng ta giảm thâm nám, làm đồng đều màu da, mà nó còn giúp da chúng ta khỏe mạnh và hồng hào hơn. Đó, đó là một thành phần mà Vân Anh nghĩ là không những là những cái bổ sung về cái gọi là chất dinh dưỡng hàng ngày cho làn da mà nó làm da chúng ta đẹp hơn mỗi ngày. Ngoài ra thì trong cái sản phẩm này, ngoài các cái thành phần như nêu trên, nó còn chứa phức hợp gồm hơn 10 loại gọi là thảo mộc thiên nhiên khác nhau. Những cái thảo mộc này khi hợp lại nó sẽ tạo một cái lớp màng bảo vệ tự nhiên trên da. Cái lớp màng này nó vừa giúp khóa ẩm, vừa giúp cho da chúng ta khỏe mạnh, vừa giúp chúng ta chống lại những cái tác hại từ môi trường và giúp gọi là kháng khuẩn, kháng viêm, làm dịu, giảm bong tróc trên bề mặt da nữa. Thì Vân Anh nghĩ sản phẩm Vita Serum Cicadium này các bạn cũng là một cái lựa chọn tốt, bởi vì giá nó cũng rất là tầm trung thôi, khoảng khoảng 670 nghìn, thì rất dễ để các bạn gọi là chọn lựa và sử dụng mỗi ngày. Cái thiết kế của sản phẩm này cũng rất là đặc biệt.
Rất là hay đó các bạn, bởi vì đây là một dạng chai, dạng vòi bung và nén chân không. Cho nên khi các bạn mà bung ra như thế này ạ, thì nó cái lớp đáy này nó sẽ được đẩy 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 lên, ngăn cho việc là khi chúng ta sử dụng cái hình thức mà bóp hút hay là rút đẩy ra đẩy vô ấy, thì nó sẽ làm cho vi khuẩn tác động, bị gọi là ảnh hưởng vào bên trong tinh chất. Nhưng mà cái việc mà đẩy như thế này thì nó sẽ đảm bảo cho cái tinh chất của các bạn được gọi là an toàn cho đến khi đến giọt cuối cùng luôn. Đó, thì đây là bốn sản phẩm mà hôm nay Vân Anh mang đến cái video này để giúp cho các bạn có nhiều cái sự chọn lựa hơn và làm sao để các bạn gọi là tìm được một cái sản phẩm phù hợp trên da của mình. Thì hôm nay video này Vân Anh đã chia sẻ và giải thích cho các bạn về những cái nội dung như là 20 tuổi thì các bạn nhớ là nên quan tâm và dưỡng da mỗi ngày rồi nha. Cái thứ hai là hãy chọn lựa những cái sản phẩm được coi là thức ăn sạch dành cho làn da. Những cái thức ăn sạch này phải chứa những cái thành phần chống oxy hóa tốt nè, khả năng làm dịu giống kích ứng, khả năng phục hồi và tái tạo tế bào mới, phải đáp ứng là khả năng về vấn đề là bảo vệ hàng rào da, và làm sao để mà nếu mà tốt hơn nữa thì nên chứa những cái thành phần giúp chúng ta làm đẹp hơn mỗi ngày như là Sicadium có chứa Ginowa chẳng hạn. Đó, thì hôm nay với video này nếu các bạn có bất cứ một cái nhu cầu cần tư vấn thêm, các bạn hãy comment ngay dưới video này, Vân Anh sẽ cố gắng trả lời nhanh và chi tiết hơn cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.